Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Và những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Tèo 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 tèo. À mà thôi, cái trò này xưa rồi. Hi, chào các bạn, tôi là Slenderman đây. Hi hi, các bạn bị lừa kìa. Ai hi, các bạn bị lừa kìa. Các bạn tưởng là mình thay cho các bạn á. Còn lâu nhá. Ok, thì bạn nào bị hù cho mình xin lỗi nhá. Mình không có ý đâu. Nói thật chứ mình cố ý á. Nói thật chứ mình cố ý á. Thôi không đùa nữa. Thì trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt Freddy. Mày muốn giết tao á? Biết tao là ai không? Tao là Mình Béo á. Và các bạn đừng quên bấm nút like, nút share, subscribe, không thì mình sẽ tới bắt các bạn. Các bạn nhớ đó, nhớ nha. Rồi, bây giờ ta sẽ đi gặp anh Freddy nào. Ở Freddy, chụp selfie cái nha Freddy. Rồi, từ từ đâu rồi, đây. Selfie coi. 1, 2, 3. Mày nhìn cái gì, có muốn ăn đấm không? Wow, đẹp trai thì chứ. Ơ mà khoan, tại sao thằng Freddy nó lại muốn ba lê? What the fuck, các bạn thấy không? Các bạn, what? Tôi tưởng mày đàn ông chân chính chứ, tại sao mày lại... Oh my god. Ủa mà con trai con múa cái bài lời không ta? Ủa như vậy tôi là con trai hay là con gái? Ok thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề chính nào. Thì trong tập này mình sẽ giết Freddy và mình bây giờ mình triệu hồi nó ra. Đây Freddy đây. Rồi Freddy rồi, đây Freddy đúng không? Đây. Ồ, nó giết theo mình kìa. Oh, no. Con này nguy hiểm đó các bạn ơi. Đi ra nha. Từ từ. À! Hụt rồi, từ từ. À! À! Ok, bây giờ mình sẽ xài cục khí nó mạnh hơn các bạn. Đó chính là kiếm kim cương. Ta ta ta. Ok, Slenderman đâu? Ê lộn, Freddy đâu rồi? Mày đâu Freddy? Ủa giết tôi đi. Ôi em nói giỡn này cây ơi. Mày đứng im đó. Không mày đi không nó sẽ bắn mày. Ôi cái kiếm nó bắn không mà được. À, tao phải dũng cảm lên. Tao phải giết mày. À, fuck. Thì cái con Freddy nó mạnh các bạn nên là mình nghĩ là chúng ta không nên dùng vũ khí cận chiến mà mình nghĩ là chúng ta nên dùng súng đi. Và trong tay mình hiện tại không có gì hết trơn các bạn. Nhưng mà cái tay này rất đặc biệt, đó chính là nó có khả năng nó trưởng ra như Son Goku với các bạn. Bây giờ mình thử nghiệm. Thì lúc nãy là mình chơi ngu một chút nên là bây giờ chúng ta sẽ rút kinh nghiệm các bạn. Chúng ta không được bắn cái này dưới đất. Oh my god. Ok thì hồi nãy giờ là mình chơi ngu một chút. Một cái lỗ, hai cái lỗ kìa. Mà thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ triệu hồi Freddy ra đã. À, hụt rồi. Chết đi. Chết đi. Tại sao không thành công? À. Sao em sao giống chơi anh không lá đi. Thế là thanh niên Freddy đã thua với tay mình. Bây giờ mình sẽ giết lần nữa. Bây giờ trong tay mình hiện tại đó chính là một cái cây súng lựu đạn. Thì bây giờ mình chỉ hỏi ra đã. Đâu đây. À rồi chúng ta phải đi xa đã. Wow, sợ chưa? Sợ chưa? Nè, xuống đây. Ủa mày đâu vậy? Tao đi mà, mày lấy hả? Ôi trời ơi, nó dính không kìa. Holy shit. Các bạn có thấy gì đây không? Ôi nó cười gì vậy? Mày cười gì? Ủa chứ mày tưởng tao làm y như mày không được hả? Nè, đó tao cũng đi dính không bằng này đó, mày tưởng tao không làm được à? No. Mày nói gì vậy? Rồi hết đạn rồi. Đây. Chết đi. Sao mày không chết mày châu? À, rồi sao nè. Nè. Sao mày châu kinh khủng luôn, cái súng này yếu quá các bạn.
mình hết đạn rồi các bạn, mình không thể nạp đạn được nữa. Bây giờ chỉ cách duy nhất là mình đã bị hù thôi. Mình sẽ chơi với tay nó. Wow, fuck, súng như xịt á. Slenderman thích ăn chuối, Jeff the Killer thích ăn dưa hấu, nhưng mà thằng này nó thích ăn chanh. Thôi cho mày ăn chanh. Ăn chanh đi, ăn chanh đi, ăn chanh đi. 2000 years later. Quăng cả trăm trái, hàng nghìn trái mà không chết được luôn. Vũ khí như xịt á. Bum 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 bum. Đây chính là xe của mình. Đây chính là chiếc Lamborghini của mình đây. Các bạn thấy không? Mình rất là giàu. Mình có thể mua mọi thứ trên đời này. Và đây, mình sẽ dùng chiếc xe này để tông vào Freddy để coi nó sẽ chết hay không. Trước tiên là mình sẽ triệu hồi Freddy đã. Đây, bây giờ mình sẽ chui vào chiếc xe. Vô xe nào. Đó, thấy không? Cái cảm giác khi mà dùng xe nó khác liền, đúng không? Các bạn thấy không? Nè, đó, trong này có điện thoại thông minh nè, cho có màn hình phone thông minh rồi, tay lái các kiểu rồi, thấy không? Đó, thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Slenderman này nó giàu rồi, nó mua xe đủ kiểu á, đó, rồi lái tông tông á nào. À! Rồi chạy lẹ, bây giờ chúng ta có cái đài chúng ta sẽ tông vào nó. Rồi đi ra, đi ra, đi ra. Một, hai, ba. Trời ơi, tại sao mày vô dụng hả? Chứ Lambo kìa. Mày tin là tao quăng mày đi không? Hả, tin không? Biến đi. I believe I can fly. Xe đâu mà dám ẹt, tao mua 10 chiếc như mày cũng được nữa. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect up on the street. Có thể giàu anh nổi, mình mua được nguyên một cái tàu không gian của người ngoài hành tinh. Coi biết là Slenderman nó giàu cái nào hay không? Hả? Rồi bây giờ chúng ta chui vào cái tàu này, chúng ta tiêu diệt cái thằng Freddy kia. Oh, shit, ah! Trời ơi, xem chết. Mày cười gì? Tao có... mày sắp chết rồi đó. Ôi trời, cái xe bị cái gì vậy? Quá thơ, cái xe bị gì trời? Không an tâm, bây giờ tao đã có phi thuyền rồi, sợ khỉ gì nữa. Rồi chui vô. Bạn thấy không? Bay nào, bay lên trên bầu trời cùng nhẹ nhàng nè. Bắn nè. Bắn nó. Đâu cái thằng ấy rồi? Phải đi đâu? Ơ! Rồi, như vậy là không được. Phải đi đâu rồi? Cái này lái không được, làm sao lái cái này? Mày nè, bắn đi, bắn trúng ở đây. No, phi thuyền gì si đáo vậy? Tao mua hết vài triệu đô của tao mà phi thuyền có hành tinh gì bắn. Nó đâu rồi? Mày phải chạy giá, phải đi à. Tiến thẳng vào người nó, đâm một cái đùng và nó sẽ chết. Quá đơn giản. À. Rồi, nó chết chưa? Cái tàu của tôi. What? Các bạn có thấy gì đi không? Đấy là cái mẫu vũ khí mạnh nhất của người hành tinh. Các bạn thấy đó, như thấy thì các bạn có rất nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ và sức mạnh của nó thì phải khỏi nói rồi. Bây giờ tôi chui vào trong. Chui vào trong nào. Ủa làm sao để lái này vậy? Chui vô trong coi. Trời, làm sao để lái? Cái này nó mua mà nó không có dẫn mình cách sử dụng là sao? Làm sao để chui vô? Trời ơi, không lẽ nó phế hả? Được rồi. Đây, mày đâu? Từ thử lại nha. Cái này như này là tại vì vũ khí nó mạnh quá nên là các bạn nó bắn mạnh nó nổ mà các bạn đứng ở xa các bạn cũng có thể chết nữa. Rồi, phải đi nè. Chúng ta sẽ mang vũ khí đi chỗ khác. Không được hả? Đây, rồi ta sẽ mang lên trên. Để coi sẽ làm được gì. Đó, ở trước chính là cái nòng của nó. Phải đi đâu rồi? Mày đâu? Ủa mà quên, cái này nó cao quá, sao mà mình đi bắn trúng phải đi được. Không để cái này nó vô dụng nữa hả? Các bạn thấy gì đi không? Đó chính là cái mẫu vũ khí mạnh nhất. Không gì hết. Nói chung là cái này chính là cái xe mạnh nhất mà mình vừa mua được từ người hành tinh. Và chúng ta sẽ chui vào lái.
Đây, bay nào. Bay lên nào. Ủa, cái này là xe, là cái đĩa bay hay là... Nè, phép đi nè. Mày đâu, mày đâu? Đây, đây, mày đây đúng không? Bay, bay lên trên, bay lên trên. À, làm sao nó bay trời? Cái này không phải là cái bay, cái này là cái xe. Mày đâu, mày đâu? À, nè, nè, mày sẽ chết, mày sẽ chết, mày sẽ chết. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi, chết giùm tao đi. Không chết á. Mà làm gì mà trâu vậy? Fucking wow shit. Xe gì xe đáo ấy trời. Thế là nãy giờ mình đã hư một chiếc xe Lambo và phí một hàng trăm triệu đô vô cái này và vài triệu đô vô cái kia, nhưng mà mình chắc chắn cái này sẽ hoạt động được. Cái này sẽ giết được Freddy. Đó, tuyệt vời. Mày đâu? Mày đâu, mày đâu? Chết đi. cuối cùng thành công rồi. Trời ơi, đã quá. Ôi trời ơi, để xuống sao xe chạy nhanh nó vậy, nó dừng không được. What the fuck, xe ơi. Hay lắm người hành tinh. Mà lại mấy thằng kia. Đây các bạn thấy không? Đó, cái thằng này chính là cái thằng nó bán xe cho mình nè. Đó, nó đó các bạn. Đó, cái thằng mà nó bán cái đồ này nè, nó bán mấy cái đồ người hành tinh các bạn. Sao mày? Sao bán đồ dởm thế, làm cái gì vậy? Ôi mày làm gì vậy? What the fuck mày? Nó bán đồ dởm, nó bán đồ Trung Quốc rồi sau đó nó giết mình là sao? Được lắm, tao sẽ báo công an. Ok, hồi nãy giờ mình đã bỏ phí rất nhiều tiền vào các vũ khí rồi các bạn. Nói chung là mình bỏ cái này vài trăm triệu đô, nói chung là mình bỏ rất nhiều tiền rồi. Bây giờ là mình chỉ còn tiền để mua cái vũ khí này thôi. Nên là mình mong sẽ giết được nó. Giờ sao? Cái xe nhà gì không? Không xe nhà. Nè. Ôi hết đạn. Sao? Sao hả? Mày nhờ mấy cái súng này hả? Ôi trời, sao mà cái mình mạnh nổ mà nó có động đất luôn hả? Ủa? What the? Ủa, cái con phải đi nó mất tiêu rồi. Các bạn thấy không? Tại sao phải đi nó lại biến mất rồi? What? Holy shit. Oh, what the? Cái này là cái gì? Rất may là người nhện đó cho mình mượn sức mạnh các bạn, nên bây giờ mình có sức mạnh của người nhện á. Nè. Ok vậy. Nè, bay nè, đó, mình có thể bay như người nhện. Đó, các bạn thấy không? Mình bây giờ mình đã là Slender nhện rồi, là Slender. Bắn mày nè. Một phát nữa, bay lên trên. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắn nó. Rồi chúng ta sẽ nhảy xuống, chúng ta sẽ nhảy. No. Sai đường rồi. Chúng ta sẽ bay lên đây. Đó, tuyệt vời. Nè. Sao hả? Mày la đi. Ta là người nhện. Bla bla bla.